Thưa quý vị, khi thành phố hút bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần trở lại trạng thái bình thường mới. Người dân Đà Nẵng mong muốn sớm được tiếp tục vươn khơi, bám biển, đánh bắt cá vụ đông. Vụ cá mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho cư dân vùng biển. Nhiều ngư dân cho biết vụ cá đầu mùa đông tháng 7 âm lịch hàng năm sẽ đem lại doanh thu đáng kể cho ngư dân vùng biển, là vụ khai thác chính trong năm của tàu đánh bắt xa bờ làm nghề lưới nổi. Sau hơn 2 tháng ở nhà chống dịch, các ngư dân mong muốn được chính quyền tạo điều kiện cho họ sớm được tiêm vaccine và cho phép tàu thuyền vươn khơi đánh bắt hải sản. Thuyền trưởng Đặng Văn Cu cho biết, khi phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà được công nhận là vùng xanh an toàn, thành phố nới lỏng giãn cách, các ngư dân đã tranh thủ sửa soạn tàu thuyền, chuẩn bị ngư lưới cụ, hậu cần nghề cá sẵn sàng cho chuyến ra khơi dài ngày trên biển. Mong muốn của ngư dân hiện tại là ở nhà quá lâu theo dịch bệnh, mà trừ là thành phố được nới lỏng, với lại dịch bệnh cũng được vùng xanh. Ngư dân là rất là nhớ biển, với lại đồng thời là ở nhà lao quá, nói chung là các anh em lao động là cũng túng thiếu, mong là thành phố giải quyết sớm để cho anh em ra biển, đồng thời là đi làm kinh tế mà đồng thời để giữ biển luôn. Thứ hai nữa là cũng mong tích phước sinh cho ngư dân, cho còn sớm còn tốt để cho ngư dân họ ra họ thực hành được dịch bệnh của thành phố. Theo thống kê, hiện toàn thành phố có gần 1.200 tàu thuyền có công suất từ 400 cv trở lên. Trong đó, phường Nại Hiên Đông có số lượng tàu thuyền nhiều nhất, khoảng 250 chiếc với gần 2.000 lao động. Đa số các tàu này đánh bắt ở xa bờ, làm nghề lưới vây đánh bắt các loại cá nổi ngoài khơi. Việc thành phố sớm tạo điều kiện cho ngư dân đi biển để đánh bắt mùa vụ trong thời điểm này là cần thiết, vừa khôi phục ngành nghề thủy sản, vừa tạo thu nhập cho ngư dân trong thời gian dài giãn cách. Thì chúng tôi cũng luôn luôn tuyên truyền vận động bà con nhân dân để thực hiện đảm bảo 5K. Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện và các điều kiện kỹ thuật để ra khơi. Trong quá trình chuẩn bị thì phải đảm bảo 5K, tuyệt đối chuẩn bị 5K. Cái thứ hai nữa thì chúng tôi cũng có lập cái danh sách đề xuất là thành phố, quận cho phép tiêm vaccine ưu tiên cho bà con để ra khơi vẫn đảm bảo an toàn. Bên cạnh việc sớm tạo điều kiện cho ngư dân bảo vệ ngư trường bám biển, ngư dân Đà Nẵng còn mong muốn các ngành chức năng cho phép sớm phục hồi lại chợ đầu mối cảng cá Thọ Quang. Các điểm cung ứng hậu cần nghề cá tạo điều kiện tối đa cho việc tiêu thụ sản phẩm cho ngư dân làm ra.